Hello, chào anh em nhé. Đây, chia sẻ cho anh em về con cổ Panasonic ERG-R600 nha. Sao? Đấy. Đấy, nó bị mất ga nhé. Mất ga anh em nhé. Giờ xử lý. Có con gái lớn tướng rồi nhỉ. Đồ Toshiba lốc Panasonic. Inverter. Đây là sao chắc. Đấy riêng mặt đường thôi. Đấy. Hello, xin chào các bạn đã trở lại với trung tâm điện lạnh Đức Hùng. Thì video hôm nay mình sẽ để rất là dài để cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Đây là mình sẽ dùng ga đẩy chân không bằng lốc, không cần hút chân không nhé các bạn nhé. Áp dụng cho tủ inverter 2 buồng và dùng ga R600, không bao giờ tắc ẩm, tắc bẩn hoặc cháy nổ đâu nhé các bạn nhé. Đây là nó bị thủng ở cái đầu phin, nó ra dầu rồi, mình đã kiểm tra rồi và có thợ khác đã đến kiểm tra rồi. Đây là chị chủ nhà xem video trên Tubi của trung tâm điện lạnh Đức Hùng đã gọi điện đến và ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng làm cho chị ý tốt nhất có thể trong cái khả năng. Thì mình sẽ quay lại chia sẻ những cái video này rất là thực tế cho các bác hoặc các anh em thợ mới để chúng ta vào. Đây là mình dùng lốc đẩy chân không và làm ga, không cần máy hút chân không nhé các bạn nhé. Đấy, và tiện đây cũng cảm ơn tất cả các bác, anh em, bạn bè gần xa, quý khách xa gần đến ủng hộ trung tâm điện lạnh Đức Hùng. Mình rất vui, kênh dạo này đang phát triển rất là nhanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy các bạn, em sạch rồi. Em đi lấy rẻ thôi. Đây, có rẻ không được. Hấp nước. Đây, giờ mình các bạn sợ cháy nổ này. Chia sẻ cho anh em, phải nhả hết hai nồi ra. Kia trong này. Thôi lấy một gáo nhỏ nhỏ thôi, nó dắt nước đây này. Nhả hết đầu ga này ra nhá. Đây pin này hả? Mất ga ở cái pin nhá các bạn nhá. Con tủ này nó đã mất ga ở đầu phin rồi các bạn nhé, nó ra hết ga rồi. Nhưng để cho an toàn thì chúng ta cứ cắt rời cả cái đầu lạp ga ra nhé các bạn nhé, để hở ra, để nó còn tí nào nó ra lốt tí đấy, thì khi chúng ta nhả ra thì nó an toàn. Thì ở cái phương pháp này mình cũng cắt luôn cả đầu cáp ra các bạn nhé. Thì mình cắt đầu cáp ra xong bắt đầu mình nhả phin lại, mình nhả phin ra đấy các bạn, chúng ta tiến hành nhả phin ra. Xong chúng ta nhả phin xong thì bắt đầu chúng ta hàn phin lại. Đấy, thì các bạn cố gắng theo dõi. Thì nhiều bạn cứ thắc mắc thì các bạn phải xem đi xem lại thì các bạn sẽ hiểu. Đấy, mình hàn phin một đuôi luôn các bạn nhé, chứ không phải phin hai đuôi. Thì ở cái phương pháp này mình làm rất là nhiều rồi mà rất là hiệu quả luôn các bạn nhé. Ở những cái video trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi đấy. Thì cũng nhiều được sự tích cực của nhiều bạn xem thì các bạn phản hồi là cũng tương đối tốt. Còn các bạn làm mà chưa thành công chẳng qua là các bạn làm chưa đúng thôi, chưa hết cái phương pháp đấy thôi. Cái đầu phin này thì nó làm ống thì ống bằng sắt nhé các bạn nhé. Thì chúng ta mang thuốc hàn đi thì chúng ta hàn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, mình sẽ lắp cái phin một đuôi vào. Riêng tủ lạnh thì không bao giờ mình hút chân không cả. Có những trường hợp thì phải hút nhưng mà nói chung là ít cái trường hợp này, bởi vì nó không có coi nhé các bạn nhé, nó chỉ có cáp thôi. Đấy, thì mình dùng chính cái lốc này mình đẩy. Thì cái ở cái phương pháp này nó lợi thế ở cái gì? Cái thứ nhất là nó sẽ không bao giờ tắc ẩm này, tắc bẩn này, và cái thứ hai là chúng ta không phải mang máy hút chân không này, rất là tiện lợi cho các bạn đi làm ở xa. Đấy, chúng ta đi làm nó rất là nhiều đồ, nó cồng kềnh thì nó rất là khổ, lại mang thêm một con lốc chân không hút chân không đi thì nó rất là vất vả. Đấy, mình hàn lại phin.
Đấy, xong mình sẽ hàn luôn đầu đầu lạp ga vào. Thì ở cái trường hợp này thì nhiều bạn thích để hẳn ống 6, ống zin để các bạn hàn, để các bạn bóp như zin cũng được. Nhưng mà mình thì mình không quan trọng là zin hay không hoặc như nào, thì mình dùng cái cắt 3, cắt 4 mình cho vào. Cái mục tiêu của mình làm như thế là vì sao? Mình cắt đầu lạp đi. Khi mà lạp ga xong mình cắt đầu lạp đi thì ống nó bé, thì mình bóp nó rất là kín, nó rất là dễ hàn. Nhưng các bạn nhé, cái ưu điểm nó là như thế. Nhưng mà nhìn thì nó không giống zin. Thì nhiều bạn thì lấy kìm chết bóp xong kẹp thì các bạn hàn thì nó như zin, nhưng mà mình thì mình không quan trọng cái vấn đề đấy. Cái hiệu quả nhất là ra cái sản phẩm tủ nó phải ra đá đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhé các bạn nhé. Thì đây là cái video mình quay tại ở nhà khách hàng, nó ở ngay mặt phố nhá các bạn nhé. Một cái phố nhỏ rất là đông đúc, ở dưới Cầu Giấy thì có thể là rất là ồn. Đấy, mình hàn luôn cả đầu ấy lại các bạn nhé, đầu cáp mình hàn kín luôn, xong mình tiến hành đẩy chân không. Đây các bạn, cắm điện từ lớp lớp chặt, cắm đi khổ đấy. Chạy đó. Chờ tí nó trễ. Đấy, bắt đầu chạy. Đây các bạn này, chạy phì phè đấy nhé. Pin này mà hở được nhỉ? Và dầu đây đây rồi. Nó bị mồ hôi nước chảy vào đây cho nó gì? Nó gì nó ra rồi, pin là gì còn nước. Thở pin. Dầu đây đây. Tôi sao này? Đây là gọi là đẩy chân không các bạn. Em lấy cái kia cho anh, lưng lưng cái ấy lên, lưng cái dây điện lên anh. Đấy lốc nóng.
Panasonic nhưng mà này lại là Toshiba. Đấy. Toshiba dùng lốc của Panasonic. Thôi phải chờ đẩy chân không đẩy cho nó kỹ. Đấy, chia sẻ cho anh em biết là cách làm như thế thì nó không cháy nổ nha các bạn nhé. Các bạn phải bỏ hết ra. Đấy, xả hết ra. Xong mình sẽ lấy cái pin này bật nóng ấy. Ra đây các bạn đuổi. Đấy. Thỉnh thoảng chúng ta đuổi một chút tấn công. Đầy nước rồi. Làm nhanh một tí đi làm điều hòa. Để mang cân đi để cho nhanh để chờ con này không biết bao nhiêu ga xem trên để xem lấy qua cho nó nóng nóng dầu. Bao nhiêu ga kia bao nhiêu gam bẩn không biết bao nhiêu gam ga nhỉ. Trên này ghi không? Đó. Bao nhiêu? Các bạn này nó ghi ở trong này này. Đấy. Ta nhìn thấy không? 20 gram ga. Đấy, 20 gram. Trước chị mua tủ mấy triệu? Gần 6 triệu. Gần 6 triệu. Được mấy năm? Được 2 năm. Đấy, cái tổ hợp được 2 năm hả? Ờ. Đúng rồi, 2018 ra đời là nó sản xuất ấy. Ngày sản xuất là 2018. Còn cái ngày bán ra thì sao mà nó sản xuất ra nó bán được ngay. Thôi giờ nó nóng nó ra hết nước. Nóng hết đi. Mình lại xả một chút ga ra này. Để đuổi. Bởi vì phương pháp mình lại đuổi mà. Đấy. Đấy.
là khô rồi, khô rồi. Đây các bạn nhìn thấy đầy nước chưa? Đây là bí quyết đấy. Đây là. Đấy mình cứ đuổi thật khô đi, xong bắt đầu tí làm sao, tí ta tưới sợi dây thừng. Đây anh em nhé. Đấy. Rồi. Tiến hành là đang chạy lốc, bò nóng hết cái này lên, xong xuôi hết rồi. Đẩy hết nước rồi. Em ra em rút điện thì cái điện tổ cái gì? Đấy, trên không. Trên này, trên không này. Trên không. Tầm 10 năm rồi. Ra trên công bịt đầu này lại nhá anh em nhá. Đấy, để ăn cáp đây này. Đây là cáp nhà lầm này. Đấy. Đấy, để nó đuổi hết gần lại. Rút tủ ra nhé anh em nhé, rút tủ ra, bịt đầu này rút tủ ra, xả ga, đuổi trên không. Cảm ơn quá. Đấy các bạn, khi chúng ta xả ga vào thì chúng ta phải dừng nốc lại, nó trên không, chúng ta để nó hở ra. Và nó ra hết ga thì bắt đầu mình hàn đầu cáp nạ. Dạy nó một tí nữa gửi tiền, trả tiền. Đây là mình ở trong cái kênh của mình sẽ hết thế nào thì mình sẽ chia sẻ cái này đúng không? Chủ yếu quảng cáo thôi. Dạy ở ngoài. Có quảng cáo thế thì mình biết thì em thôi. Đây anh em nhá, 20 gram. Hay lắm. Đấy. Hai cốc bột lạng đi xem. Đấy. Đến mạch này bỏ thứ hai đúng không? Hai lạng các bạn.
em chạy chạy máy đi. Cắm tủ nhé. Cắm tủ cho nó hút vào. Chạy nó cứ để xuống nó vững. Anh mở cho. Nhìn vạch vẫn thế, vẫn không ai di chuyển. Phiền nhau. Hai mươi ga mình ạ. Cân này cũng chuẩn rồi. Thì lấy vào vẫn thế. Cái này nó nhẹ quá, nó cân nhẹ quá, chắc là cân kia. Ừ, có người đang em mượn cho con này. Thôi. Thôi giờ chả tác dụng gì nữa. Cân không chuẩn các bạn, nhẹ quá. Em đã buộc cân vào nằm nghiêng của tôi rồi. Cái cân của mình nó bé quá, nó không lấy được. Thôi lạc theo kinh nghiệm thôi. Nguyên nhân là phin này bị hở nhá các bạn nhé, ở đầu này nó ra dầu hết ga. Hay em mở cái kia ra không anh? À? Mở cái ra ra này ra. Không, cần gì mở. Chờ tí. Đây là anh mình chờ sượt rồi này. Không phải đâu lắm không? Chờ một lúc nữa. Anh lạc pin ra rồi. Ừ, từ từ thấy. Không, cứ là em ở cái hỏng ấy. À. Pin bắt đầu ấm ấm. Nếu bình tĩnh. Bọc cây. Đấy nhá các bạn, nạp như này. Sau giờ đầu hồi này nó nạp đá là mát ở đây này. Ok. Con này thì để sao cái gì? Sao gọn không? Đây á? Sao ra làm gì? Trong này nó mạch điện tử có cái gì đâu mà tháo. Tháo ra gì? Nó sạch bong ấy. Sợ nó hỏng chạy làm sao được, nước bị kín này là gì có cái gì chui. Lắp nào, nước này là tháo ra được hỏng hết tủ à. Thế chỉ bỏ tủ. Chết được sao được trong đấy. Pin này vào sao được. Đây này, pin ấm ấy. Pin khoảng 45 độ ấy các bạn nhé. Đấy, thấy chưa. Đấy mát đấy. Không, đã mát chưa ăn thua. Mày chờ thôi.
Cái đấy là phải chưa vào à? Cái đấy là phải vào. Phin nóng này nhá các bạn nhá. Đấy. Phin nóng, sườn nóng. Nó hơi chật chội, Hà Nội không vội được đâu. Khổ thế. Ôi, trong này đã lạnh buốt rồi đây này. Nói dối làm gì. Lạnh lắm. Lạnh luôn. Đấy, còn dưới này thì chưa, nhưng mà trên là lạnh rồi đấy. Đấy nhá các bạn nhá, nếu như mà phin này này nó khoảng 45 độ nhá các bạn nhá, phin nọc khoảng 45 độ. Đây là cái trường hợp này là mình ngại phải hôm sau đến cắt đầu lạc thôi, bởi vì là sao? Không định lượng được ga. Đấy. Bởi vì cái cân của mình nó to quá, không hiểu hôm nay làm sao là cân cái này nó không chính xác. Đấy. Thế là bây giờ phải để lại đây. Hôm sau đến cắt đầu lạc. Đây. Sau đến cắt đầu lạc lại ga. Khuyên anh em lên cắt đầu lạt nhá, vắt vào là không kín đâu, chạy thời gian lâu nó nóng ấy, là nó hở ra. Đấy, R600 nhá các bạn nhá. Cho nên các bạn mấu chốt là đẩy chân không bằng lốc, đây là cái bí quyết của mình ấy nhá. Đấy, bạn nào mà cảm thấy hữu ích thì làm, còn mang tính chất là tham khảo thôi nhá các bạn nhá. Đấy, sau lấy vợ anh vào anh quay video này. Nó đã lấy vợ đâu, thật mà. Đấy anh em nhá, cắt đầu lạc đừng rung tay, là rung hình bóp thật chặt à. Mục tiêu là làm cái cáp này để nó nhỏ thì nó dễ cắt, không cần phải zin nhé. Để lốc chạy thôi, cắt rồi nhé. Xong đầu lạc rồi. Đấy, chạy. Đấy. Các bạn nhá. Lạnh. Đồ kệ nó đi. Đấy. Mát lạnh chưa? Đấy. Cho số bé lại. Khói nghi ngút. À đây đang chúc mức trung bình rồi. Thôi kệ. Rồi nó sẽ là mới này. Khói nghi ngút. Hôm nay nó có nóng. Nóng chứ, kiểu gì nó chẳng nóng. Nóng như hôm qua. Nó ngoài trong nó mới lạnh rồi. Không, nhưng mà nó nóng như hôm qua đâu, nó có mát hơn. Hôm nay mát trời hơn, hôm nào mà nó nóng hơn nó sẽ đầy. Nhìn thấy cả khói này này. Đây, nhìn thấy chưa? Ừ. Đấy, khói ra đây. Nó hơi càng trên. Hơi xuống, quạt nó xuống này. Rồi, xin kết thúc video ở đây nhá. Chào các bạn nhé.